Đây là những tác phẩm đẹp của tuần vừa rồi, các bạn cùng xem qua nha. Sau khi xem những cái sản phẩm của các bạn làm vừa tuần vừa rồi, cô thì rất vui bởi vì các bạn làm bài rất là đẹp và sáng tạo. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ không vẽ nữa mà mình sẽ kết hợp với lại cách dán những ngôi nhà được kết hợp từ những hình vuông, hình tam giác, hình tròn. Thì bây giờ các mình sẽ sử dụng giấy. Giấy này thì là những cái loại giấy gói quà, hay là nhà mình không có thì có thể các bạn sẽ sử dụng các loại giấy báo hoặc là các loại giấy nào đó mà bỏ đi không dùng nữa, ví dụ như là những cái tờ giấy báo ha, những cái tờ giấy báo. Rồi bạn nào có giấy màu thì có thể sử dụng thêm giấy màu cho cô Thủy. Được chưa? Rồi kế tiếp là hồ, để chúng ta sẽ bắt đầu làm bài ở trang số 15. Cách dán cái hình ngôi nhà của mình xong rồi thì mình bắt đầu quay lại cái trang số 15. Mình sẽ tạo ra những cái đường, ví dụ như các bạn có thể tạo ra những đường cong như vậy cũng được, hoặc là tạo ra những cái đường thẳng hay như thế này. Để mình bắt đầu, mình sẽ sắp xếp cái ngôi nhà của mình vô. Và bước đầu tiên thì chúng ta ướm thử nha, ướm thử cho những cái ngôi nhà của mình, mình sẽ đặt ở vị trí nào cho nó đẹp đi đã. Ướm thử nó vô. Cho một ngôi nhà ở xa xa nha, nó nhỏ nhỏ. Nếu như các bạn còn những cái giấy màu, chúng ta có thể cắt ra những cái hình vuông, hình tròn, hình tam giác nhỏ nhỏ như vậy. Và chúng ta sẽ rải xuống dưới đây. Mình sẽ dán ở dưới đây, mình trang trí thêm ở dưới cái phần nền, phần đất này. Rồi và chúng ta đã hoàn thành bài tập ở trang số 15. Đây là một số gợi ý sáng tạo cho các bạn. Bây giờ mình sẽ nghỉ giải lao và đi tham quan tòa nhà cao nhất của Việt Nam nha. Sau khi chúng ta đã tham quan tòa nhà cao nhất của Việt Nam rồi, thì bây giờ chúng ta hãy quay lại trang số 16.
để bắt đầu sáng tạo những ngôi nhà cao tầng của mình nha. Trước khi các bạn làm thì các bạn sẽ cắt cho cô những cái hình vuông, mình sẽ tạo ra những cái hình vuông có những ngôi nhà, có những cửa sổ, mình sẽ để rời ra từng miếng một. Rồi sau đó mình sẽ tạo cái nền. Thì các bạn thấy là những cái nền á là được những từ những cái đường nét thẳng cong, và những cái này là mình đã học rồi. Thì các bạn sẽ sáng tạo cái nền cho cô nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy những cái hình vuông đó và bắt đầu mình sắp thành cái tòa nhà. Và trước hết là các bạn ướm thử cho cô. Rồi mình sẽ chồng lên là mình sẽ tạo thành một cái ngôi nhà cao tầng. Bây giờ đến cái phần mái nhà, các bạn sẽ cắt cho cô một cái hình chữ nhật. Rồi sau đó mình sẽ gấp đôi nó lại. Bây giờ các bạn sẽ gấp làm sao cho cái cạnh này nè, nó nằm đè lên trên cái đường thẳng. Rồi và để tạo ra một cái hình tam giác. Mình sẽ làm tương tự như vậy cho mặt sau. Rồi mở ra và chúng ta đã có được một cái mái nhà. Bây giờ các bạn sẽ gắn nó vô nha. Riêng ở trang số 16 này, nếu như các bạn vẽ 1-2 nhà cao tầng thì các bạn sẽ xoay cuốn vở dọc. Nếu như các bạn thích vẽ từ 3-4-5 tòa nhà cao tầng trở lên thì mình sẽ xoay cuốn vở nằm ngang. Ở trong bài này, các bạn có thể vẽ hoặc là cắt dán như cô Thủy gợi ý, tùy theo sở thích các bạn chọn. Rồi, những công việc mà chúng ta phải làm đó là các bạn sẽ hoàn thành cho cô ở trang số 15, trang số 16. Và đặc biệt là ở trang số 17, là sau khi các bạn đã học vẽ, học cắt dán, học trang trí những cái ngôi nhà của mình rồi, thì bây giờ mình sẽ tận dụng những cái gì các bạn có thể nhìn xung quanh nhà mình, xem có nhà mình có những cái ví dụ như là mạch que tính nè, bút chì nè, hay là những cái bút viết, hay là những que kem gì đó, hoặc là những quyển tập hay là sao, các bạn sẽ sắp xếp nó thành những cái hình ngôi nhà rồi mình trang trí lên. Bạn nào sáng tạo được những ngôi nhà mà các bạn xếp hình lên á, mà đẹp thì gửi khoe với cô Thủy nha. Chúc các bạn học sinh lớp 1 sẽ có những tác phẩm thật là sáng tạo và đẹp gửi cho cô Thủy nha. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!